Thưa quý vị, tiếp tục chương trình phiên họp 27 sáng nay tại nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Trước khi tiến hành bế mạc phiên họp thứ 27, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục xem xét cho ý kiến về hai nội dung theo dự kiến của chương trình. Theo đó, tại phiên bế mạc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến về việc bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2023 cho các bộ, cơ quan ở Trung ương, các địa phương. Trong đó có nhiều ý kiến cho rằng để sớm hoàn thiện thủ tục phân bổ, Quốc hội có thể phân bổ chi tiết cho từng nhiệm vụ chi của từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương như đề xuất của Chính phủ. Tiếp tục phiên họp thứ 27 dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội. Đến nay Quốc hội đã nhận được ý kiến góp ý của 63 trên 63 đoàn đại biểu Quốc hội và một số đại biểu Quốc hội. Các ý kiến cơ bản nhất trí với dự kiến chương trình, đồng thời đề nghị một số vấn đề cụ thể. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng tiếp tục đề nghị bổ sung một số nội dung vào dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6. Sáng nay, đoàn khảo sát nhóm 1, nhóm 6, Ban chỉ đạo Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng làm trưởng đoàn, chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn đối với công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chủ trì làm việc với đoàn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng, các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong. Báo cáo với đoàn, thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội 40 năm đổi mới ở thủ đô Hà Nội chứng minh tính đúng đắn của quá trình phát triển nhận thức và tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở thủ đô luôn được Đảng bộ thành phố luôn coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, đạt được kết quả quan trọng. Hệ thống chính trị từ thành phố tới cơ sở không ngừng lớn mạnh cả về tổ chức, bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo. Kinh tế thủ đô từ nền kinh tế bao cấp theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu đã từng bước chuyển sang nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Cơ chế chính sách phát triển kinh tế thị trường đang từng bước được hoàn thiện. Văn hóa xã hội sau gần 40 năm đổi mới, từ lý luận và thực tiễn có thể khẳng định trên lĩnh vực phát triển văn hóa và xây dựng con người, Hà Nội đã đạt được những thành tựu to lớn, khá toàn diện, sâu sắc và nổi bật. Chất lượng văn hóa giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, nhất là thể thao thành tích cao được giữ ổn định. Các khâu đột phá về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư có những chuyển biến rõ nét qua các nhiệm kỳ. Đột phá về phát triển đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, đạt kết quả tích cực. Nhiệm vụ quốc phòng an ninh có nhiều đổi mới sáng tạo, sát với tình hình thực tiễn, nhận thức trách nhiệm, niềm tin của cán bộ đảng viên và toàn dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thủ đô được nâng lên. Đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân không ngừng được mở rộng, nâng cao vị thế, uy tín của thủ đô với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Tiếp tục chương trình là những thông tin quan trọng. Thủ tướng Chính phủ vừa ký công điện số 968 yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, nhất là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước các cấp, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong xử lý công việc, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm kết luận, chỉ đạo của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt hơn nữa quy chế làm việc của Chính phủ, quy chế làm việc của các bộ ngành địa phương, tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thanh tra, kiểm tra nội bộ để kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể cá nhân làm tốt, xử lý nghiêm những tập thể cá nhân chưa làm tốt. Thưa quý vị, trước tình trạng các cư dân tại khu đô thị Thanh Hà thuộc địa bàn quận Hà Đông, huyện Thanh Oai bị mất nước cục bộ, chất lượng nước không đảm bảo, Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản 8311 đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp bảo đảm cấp nước ổn định cho khu đô thị Thanh Hà. Về lâu dài, Sở Xây dựng đề nghị Công ty Cổ phần Nước sạch Thanh Hà khẩn trương xây dựng kế hoạch cải tạo trạm cấp nước cục bộ trong khu đô thị Thanh Hà, bảo đảm công suất thiết kế và chất lượng theo tiêu chuẩn QCVN 011-2018 của Bộ Y tế, hoàn thành trước ngày 31 tháng 1 năm 2024, thực hiện công tác nội kiểm, thông báo công khai cho người dân, báo cáo gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội và các cơ quan có thẩm quyền để giám sát theo quy định trước khi cấp nước cho người dân.